quá trình lên máy R1 nha. không tập gym thì xài Ben thôi. Đo chiều dài coi nó cần bao nhiêu lông đền. Cái máy này rất đẹp nha. À, cái xe này không biết là trước đây chủ xe đi sửa đâu á. Con ốc này là không có luôn, ốc này là mình tìm con khác mình gắn vô, cho nên mình phải chêm lông đèn phụ thêm chứ không phải ốc zin của nó. Đó. Thì không có, mình nói không có thôi. Chứ biết sao giờ. Bóc bẻ kìa cha, nó bây giờ xe thiếu ốc rồi kiếm ốc khác gắn vô thôi chứ. Giờ muốn có liền ốc zin nó đâu ra. Nè. Ốc gấp cũng không dặn vô, mình dặn tay ra luôn. Sau mấy anh em đi phải kiểm tra lại. Mấy cái này nó quan trọng lắm. Ốc gấp mà chạy không xiết luôn mà dặn tay luôn. Tại vì mình xuống máy mình không liên quan gì tới ốc gấp hết á. Mình không có mở ốc gấp ra làm gì hết á. Những cái gì mình quay thực tế nha, không có biết cắt ghép hay biết chỉnh sửa gì hết nha. Anh em nào cảm thấy cái gì nó có ích cho anh em xem. Còn không có thôi anh em cũng đừng có mà suy nghĩ nhiều. Xét lên đây nè, đẩy xét ra mới dẫn xiết được đó. Rồi xiết chắc lên cái nữa. Mạnh lên. 2, 3. Đúng rồi, hít thở sâu vô. Anh chỉ cho cách xiết gốc. Tại em chưa có sức thì em phải nha. Đúng không? Làm gì cũng vậy. Hít thở sâu vô. Đó không? Đẩy lên. Sâu mà ém vô bụng á thì đừng ém đầu, nhức đầu nha. Chơi á, các bạn nên gắn ốc đồ chơi á thì luôn mua theo một cái hũ keo như vậy nè. Đây đó, để mà nó không có bị tuôn cái răng ra nè. Đây là loại xịn nha, loại tốt quá. Thì để mấy cái ốc đồ chơi mình đi tour nhiều á,
thì mình đừng có gắn những cái ốc đồ chơi vô những cái chịu lực lớn đó, và mình thêm keo vô để cho nó khỏi bị tuôn. Cái xe này chủ xe đã thay đồ phụ tuần mới qua hết rồi đó, những cái phần chi tiết này là của một cục máy mới rồi, cho nên chạy cỡ nào chạy cũng không có sợ gì hết, mình bao chạy mà đó. Cái này giống như là cục máy mới rồi cho nên là tha hồ mà chạy, không sợ vấn đề rủi ro nó. Đây mình mới nhận làm cái xe của cái anh người nước ngoài nha. Xe này trước đây làm ở đâu cũng không biết, nhưng mà cái phần đĩa thắng nè nó ăn gì có tí xíu thôi, nguyên cái bảng đĩa gì nó ăn gì tí xíu thôi đó. Cái dàn phục này nhìn vô là biết của CBR 1000 đời 206-207 đó. Bưng qua thì đi cái dĩa này nó nhỏ quá, cái vòng đĩa nó phải lớn hơn như đây nè thì nó mới ăn hết được cái bảng đĩa. Như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái sự gọi là hãm phanh, cái độ ăn của cái bánh bên này nó, tại bên này nó cũng ăn cái như đó nè, để nó ăn đâu có đều, nó ăn cái mí với ngoài đó, như vậy nó sẽ không ổn đâu. Cái này là ảnh hưởng tới cái vấn đề an toàn của cái xe, chạy cái xe mà há không ăn chết. Thì cái anh này mang qua cho mình dọn lại, xe bị chảy xăng dư quá trời luôn, nó chảy xong rồi sơn không có đạt á, nó bị chốc sơn ra nè. Xăng nó chảy xuống nó dợp sơn hết, thì mình sẽ dọn con này lại cho ảnh. Con này là Clubman đó, đó là GB250, độ lên cái kiểu này cũng đẹp. Anh em cần dọn xe gì cứ ủng hộ mình nha. Subo VN, bấm trên Google Map sẽ thấy nha. Rồi, cảm ơn anh em. Cần gì anh em cứ ở xa đi, cứ alo mình, mình sẽ chia sẻ với anh em. Còn những vấn đề nào mà tiêu phục nè, những cái vấn đề linh kiện nè, anh em mua không có cứ gọi cho mình, đặt mình sẽ gửi về cho. Cảm ơn mọi người.